chú nói đi. Chạy cái xe đạp rất nhỏ. Chú chạy xe đạp rất nhỏ mà chú bị nhảy lên chú hút rồi bắt đầu té sang cái bánh tay trái. Vậy là bữa đó là đến giờ là tính ra cũng gần năm mấy, gần 2 năm mà chưa có được bồi thường gì hết chú? Chưa có được cái gì hết, nó chỉ có nói hứa là vì nó nói là bây giờ cái hãng bảo hiểm nó khai phá sản thì bảo hiểm của chính phủ phải nhảy vào. Lời nói đầu tiên bầu trà tách sách đó, kính chúc cô bác anh chị nhà mới tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Thì hôm nay cùng em đi chia sẻ một cái đoạn video nói về cái anh người Việt Nam vô gia cư. Thì đây là một cái công đoạn mà mình đi tìm cái anh người vô gia cư mà anh thường sống ở trong khu gần gặp đó cả nhà. Thì cùng em đi chia sẻ một cái đoạn video nói về cái anh người Việt Nam vô gia cư. Đây là một cái nơi gần rập rất là tùm. Cả nhà nhìn xem. Thì cùng em đi một cái đoạn đường để mình đi thăm các anh người Việt Nam vô gia cư nha cả nhà. Thì lâu lắm rồi em không có đi chia sẻ, đi giúp các anh người Việt Nam vô gia cư. Đây là một cái đoạn video, đây là một cái công đoạn mình đi đang đi tìm kiếm cái anh người vô gia cư sống ở trong một cái khu rừng rập rất là âm u. Ảnh tên là anh Long Trần, thì ảnh thường sống ở trong những cái khu hoang vắng, trong những cái bụi cây rùm cây, thì giống như là một cái khu rừng rừng rậm kia là rừng hoang đó cả nhà. Đó, cả nhà nhìn. Chú nói đi. Chạy cái xe đạp rất nhỏ. Chú chạy xe đạp rất nhỏ mà chú bị nhảy lên chú hút rồi bắt đầu té sang cái bánh tay trái. Vậy là bữa đó là đến giờ là tính ra cũng gần 2 năm mà chưa có được bồi thường gì hết chú? Chưa có được cái gì hết. Nó chỉ có nói hứa là vì nó nói là bây giờ cái hãng bảo hiểm nó khai phá sản thì bảo hiểm của chính phủ phải nhảy vào. Thì cái nó cũng lành rồi nhưng mà bác sĩ nó có nói nếu mà muốn đi được á là phải giải phẫu lại để đặt một cái pin vô. Là chấp xương giống như đại khái giống vậy hả? Nó khi mà cái sụn nó bẻ đó. Dạ. Là hai cái xương, nếu mà mình quên bước cái chân này một cái hoặc là một cái áp lực nặng á thì là hai cái xương nó đụng nhau. Đụng nhau và chắc đau dữ. Cái sụn giống như một cái đệm á. Dạ đúng rồi. Cháu cách đây một tuần trước cháu cũng bị cái đĩa đệm á. Đó dạ, phải đi đó, bác sĩ kéo ra đó. Nó tê xuống tới cái giò đi không được luôn á cháu. Dạ thì từng trước cháu có đi đến bác sĩ thì kéo kia là bác sĩ mà vật lý trị liệu á, thì rồi. Bác sĩ nó kêu là chiropractor gì đó. Kéo ra thì thấy giờ ok, ổn định được chứ đỡ đau á. Dạ dạ thì chú chẳng biết, chú nói là chú cho chú lên cái giường, nó cứ cái giường nó cứ chạy vòng vòng cong vậy. Cái này thì nó cuột cái lưng mình với cái mông mình, nó kéo ra giống như có cái cảm giác giống như rất là cảm giác chú. Thấy nó đỡ lắm. Chắc chú phải đi kiếm những người như dạ chiropractor á. Dạ kinh nghiệm lâu năm. Dạ chứ ở đây nó chỉ lên nó cái giường nó cứ chạy lên chạy xuống làm như là mình mẹ hít đất nó còn ngon hơn nữa. Dạ. Cái giường nó làm nằm mình đánh lấy một ngày 60 đô đô. Dạ. Lấy bảo hiểm của chú. Đúng rồi. Nói vậy, cứ 60 đô một ngày. Rồi cái câu chuyện mà chở dở về cái câu chuyện mà chú nói là cái bảo hiểm của cái người mà xảy ra cái tai nạn, cái người mà gây ra cái tai nạn đó, thì nghe nói là cái đối phương mà làm mình bị tai nạn thì bảo hiểm của người đó nó không có còn hiệu lực, hay là cái bên đối phương nó có hiệu lực, còn có ngày tháng, nhưng mà nó hán và nó khai băng rút gì, nó khai phá sản. Cái công ty bảo hiểm của cái người đối phương đó là khai phá sản, là vô phương, là đền. Tại vì nó đóng cửa rồi là đâu có vô phương là đền. Thì bây giờ chỉ có một cái là nhà nước người ta nhảy vào, người ta kêu là hép mình giống như là
đại khái giống như là cái bon, giống như cái bảo hiểm của cái, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Tại vì khi mình mở một cái nhà hàng, à, một cái nhà băng hoặc một cái hãng bảo hiểm nào, mình phải có bảo hiểm của chính phủ đứng đằng sau. Đó, để hỗ trợ cho khi mà cái nhà băng nó bị cháy hoặc là bị cướp cái gì đó. Thì chính phủ phải có, nhưng mà nó chỉ có 75% thôi. Nó có tới 1.000 mình chỉ lấy được 750 chẳng hạn. Đại khái như vậy. Còn cái vấn đề bồi thường của chú, nó có bảo chú phải kiên nhẫn rồi tin tưởng cháu rồi này kia kia nọ rồi sẽ có kết quả tốt. Mình cái xe mà chú đang ngồi là chú xe đó để chú di chuyển đi đây đi đó đó hả chú? Đúng rồi, cái xe này là coi như mình nhờ cái xe này mà cái chân mình có thể bước được. Dạ, như giống như là đại khái Việt Nam mình kêu là giống như xe mà là giống như là cái tó để mình để di chuyển á, tại vì cái chân của chú còn bị yếu không chú? Rất yếu. Chú thì không biết cái xe gì, nhưng mà cũng nhờ cái xe này mà chú đi đi lại, đi xe bus này kia hoặc là đi mua đồ ăn, đi mua đi chợ. Được, chứ còn không có xe này mà mình đi khoảng chừng 10 phút hay 15 phút là mình phải nghỉ hoặc là có thể đau mình phải ngồi. Nhưng mà nhờ cái xe này khi mà lên dốc hoặc là cái gì đó, mình có thể ghi vô hai cái tay của mình để mình chịu được cái sức nặng ở dưới. Chứ ngoài ra thì nó bơi tù ra đấy. Đó, đó người gì? Thì nó nóng người mẹ, nhưng mà khi mà bố mẹ của nó nhờ cái thẻ Medicare của mẹ nó giúp mẹ nó để nó lấy tiền á. Bây giờ mẹ nó đi kiếm một ông chồng khác thì coi như hai bố con, tức là ông ấy, ông bố của mẹ, à, chồng của mẹ nó với nó đánh nhau hoặc làm sao nó mới vô tù mới ra. Giống như là chuyện gia đình thì lật đật trong gia đình thôi, thì nhiều khi tánh nóng mà. Cái xe lần đó là chú nói lần trước là chú dùng đó để là chú ngủ qua ngày qua đó em hả chú Châu? Đúng rồi. Dạ, tôi cả nhà nhìn xem cái xe đằng đó đó thì của một mạnh thường quân, người ta giúp đỡ, người ta cho chú để chú Châu chú ngủ trong cái xe đó đó cả nhà. Thì đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, em muốn chia sẻ lên cho cô bác anh chị biết được. Thì cô bác anh chị có vô tình mà xem được cái video của em thì đại khái giống vậy nè. Thì chú Châu á, thì chú thì cũng không có, chú cũng muốn sự giúp đỡ của cô bác anh chị. Nếu mà ở gần thành phố Houston này, ở khu Bel Air này thì rất là gần ở khu Bel Air, thì chú Tấn thì chú cũng muốn sự giúp đỡ của cô bác anh chị Mạnh Thường Quân. Nếu mà có ai mà đại khái giống như là vô tình xem qua cái video của cháu thì cứ đến chỗ này, nó ngay gần, rất là gần đường Bel Air, thì hoặc là cô chú anh chị mà có hảo tâm, có cái lòng nhân ái như thế nào thì cứ alo cho cháu, cho em sẽ để số điện thoại trên cái màn hình của cái video, thì cứ alo cho em. Thì cô chú anh chị nào mà muốn giúp đỡ được cho chú Châu được cái gì thì cứ cứ alo cho em, thì em sẽ chính tay em đến đây để em trao lại cho chú Tấn. Và thì trở lại với chú Tấn. Ở chú Châu với nó lộn hoài nó lộn tên hoài. Chú Châu thì đó thì đại khái giống như là cháu cũng không biết nói gì hơn, thì chú cứ nhờ chú chia sẻ. Chú có muốn sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân thì cứ nói ra, cứ nói lại trên cái video này thì cháu sẽ truyền đạt cái video đến cho cô bác anh chị là xem, để người ta biết được cái hoàn cảnh khó khăn của chú Châu á. Dạ. Dạ, cứ nói với chú Châu. Bây giờ thì chú đã nói rồi, có thì theo gì đã nói cái tình trạng mà hồi tại trước bây giờ. Bây giờ chú chỉ biết chờ đợi thôi, chả biết sao. Dạ. Thì cái chuyện mà của chú Châu kêu là xui gũi bị tai nạn thì rất là lâu rồi, cái nói gần 2 năm rồi mà chưa có được giải quyết thỏa đáng. Mình cũng không muốn, phải nói là mình cũng không muốn mà bồi thường nhiều hay như thế nào, nhưng mà mình muốn cho nó cái công bằng, cái việc mà nó đã xảy ra đến với mình nó mới là xui gũi hết chú ha. Thì đúng, mình vậy. Chỉ muốn là công bằng cho mọi người, chứ không phải là giữa công bằng cho tất cả mọi người trên cái thế giới này. Thì đại khái giống như là mình xui gũi mà,
đâu ai muốn đâu, thì mình muốn để mình cái sự mà bồi thường cho nó thích đáng, là để cho cái công bằng cho mọi người hết chú ha. Dạ ok, thì cảm ơn chú Tấn nhiều, thì cứ vài phút cuối thì cứ chú có thể tâm sự thêm, chia sẻ thêm mấy 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 phút để mình tạm dừng cái video chú Tư, chú Châu. Chú cũng cảm ơn với bà con đồng hương, nếu mà có lòng hảo tâm thì cứ nhờ một người quay phim như vậy Em đưa đến trước đó, cho chú. dạ. Chú bây giờ chú đâu biết đâu, cũng chỉ chờ cái thời gian mà nó bồi thường thì coi như chú cấp cũng phải đi về Việt Nam quá. Dạ, ok chú. Ok. Dạ.